Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có rất nhiều chủ trương, chính sách mới để phát triển thương mại trong nước, nhưng qua thực tế hoạt động, những cơ chế và chính sách này chưa thực sự phát huy được hiệu quả, doanh nghiệp chưa đủ sức cạnh tranh. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi các nhà hoạch định phải có những giải pháp đồng bộ, một chiến lược thương mại hiệu quả để giúp kết nối khu vực nông thôn và thành thị, sản xuất gắn với tiêu thụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Theo đánh giá từ vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, giai đoạn 2006-2015, thương mại trong nước đã có tốc độ phát triển nhanh, liên tục. Trong đó, thương mại bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng hai con số từ 596,2 ngàn tỷ đồng năm 2005 lên gần 3.187 ngàn tỷ đồng năm 2015, đóng góp trên 10% tổng sản phẩm quốc nội. Hạ tầng thương mại nhanh chóng được cải thiện, đặc biệt là hệ thống bán lẻ hiện đại. Thương mại trong nước cũng đã thực hiện tốt vai trò kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Một thị trường trong nước ổn định, thì hoạt động thương mại phát triển thì mới góp phần được đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng, cũng như làm tốt hơn là đầu ra là tín hiệu của thị trường cho các sản phẩm hàng hóa. Như vậy, và trong bối cảnh thị trường trong nước liên thông với thị trường quốc tế, thì cùng với định hướng xuất khẩu tốt, tổ chức một thị trường tốt sẽ tạo ra một cái nền thương mại phát triển bền vững và góp phần cho phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, thương mại bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong thời gian qua tăng nhanh nhưng không ổn định. Chênh lệch sức mua giữa thành thị và nông thôn còn lớn. Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự chưa thống nhất về vai trò của thương mại trong nước, nhất là trong phân phối bán lẻ. Chính sách khuyến khích, ưu đãi phát triển hạ tầng thương mại còn hạn chế và hầu như không có chính sách ưu đãi đầu tư riêng cho phát triển ngành phân phối bán lẻ. Đơn cử ngay tại địa bàn thành phố Hà Nội, các loại hình thương mại cũng chưa đồng đều. Thương mại hiện đại tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành, ở ngoại thành thương mại truyền thống vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn, thậm chí có huyện không có siêu thị nào. Theo đó, cần có giải pháp phát triển đối với từng loại hình thương mại, giải pháp thu hút phát triển cũng như quản lý hiệu quả những loại hình thương mại mới. Chúng ta phải nhìn nhận, đánh giá lại những cái khó khăn, những cái còn hạn chế trong cái giai đoạn 2016-2020 này, để chúng ta đưa ra những cái chính sách cho nó phù hợp. Chúng ta phải có cái khung pháp lý đồng bộ cho cái việc phát triển thị trường trong nước, cả về khu vực thành thị, cả về khu vực nông thôn. Thế và các cái cơ chế chính sách để chúng ta ưu đãi, để thu hút đầu tư, phát triển cái loại hình thương mại, đặc biệt là thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư ở nước ngoài, phát triển các loại hình thương mại hiện đại như là outlet, thế rồi cái đại siêu thị, các cái trung tâm mua sắm cấp vùng. Thế và cái hệ thống bán lẻ hiện đại để đưa vào cái thị trường. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập một cách sâu rộng thì việc xây dựng một định hướng mới, chiến lược mới cho thương mại trong nước phát triển là rất cần thiết. Theo các cơ quan chức năng, dự kiến chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 sẽ đề cập và giải quyết được vấn đề về tổ chức kênh phân phối truyền thống và hiện đại như các loại hình phương thức kinh doanh, kết cấu hạ tầng thương mại, loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã. Chiến lược này cũng làm rõ vai trò của nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội trong quản lý xây dựng và phát triển hệ thống phân phối. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại trong nước cũng cần phù hợp với các nội dung cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các hiệp định thương mại song phương đa phương khác mà Việt Nam đã và đang ký kết liên quan đến mở cửa thị trường dịch vụ phân phối, bao gồm cả bán buôn và bán lẻ. Trên thị trường bán lẻ Việt Nam thì hiện nay chúng ta cũng nhận thấy là rất là sôi động và cũng có cái sức cạnh tranh rất là lớn. Các doanh nghiệp kể cả kênh bán lẻ truyền thống lẫn hiện đại đều cố gắng nỗ lực hết sức để hướng tới phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng, xây dựng một cái ngành bán lẻ văn minh hiện đại và hỗ trợ cho cái xu hướng tiêu dùng hội nhập. Các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài cũng đã có mặt rất là nhiều ở Việt Nam. Chúng tôi, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam và các thành viên thì cũng vẫn nhận thức và cho rằng là đó là cái kết quả tất yếu của việc chúng ta mở cửa thị trường, của việc hội nhập. Và cái việc cạnh tranh là chúng ta phải chấp nhận và cố gắng nỗ lực hết sức để có thể đứng vững và phát triển trên thị trường. Mục tiêu phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035, hướng đến với các dịch vụ bán buôn, bán lẻ chuyên nghiệp, hiện đại, có nhiều thành phần, phương thức kinh doanh và kênh phân phối tham gia. Theo đó, chiến lược phát triển ngành thương mại trong nước cần theo định hướng tập trung xã hội hóa, nâng cao sức cạnh tranh của ngành trong điều kiện hội nhập với thị trường khu vực và thế giới.
Các giải pháp chiến lược cần tập trung vào 3 nhóm chính là hoàn thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo sự thuận lợi, minh bạch và công bằng cho các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ. Cùng với đó là đổi mới mô hình tăng trưởng thương mại gắn với tái cơ cấu ngành trên 4 trụ cột chính như tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá sang cung ứng dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng, chuyển đổi cơ cấu ngành từ truyền thống sang hiện đại, đổi mới phương thức kinh doanh lạc hậu sang dịch vụ cao, chuyển đổi sang hệ thống phân phối hiện đại, chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao. Thank you.